Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em có yêu tôi không? Câu hỏi hơi ngạc nhiên đúng không? Dạ, chúng ta hãy nhớ không có một người nào trong chúng ta tại đây hoàn thiện. Vì chúng ta không hoàn thiện cho nên chúng ta cần phải bám vào một đấng hoàn thiện. Tôi để ý thấy có Chúa Giê-xu là đấng hoàn thiện, và bức tường hay là bức tượng ở ngoài quảng trường là hoàn thiện, nó đứng như vậy mãi không hề phạm sai lầm nào. Còn khi bạn làm việc, bạn sẽ còn phạm sai lầm, và chúng ta cần phải học và rút kinh nghiệm sai lầm ở chỗ nào. Amen, hallelujah, amen. Hỡi những người làm vợ, bạn có nhìn thấy chồng của bạn có những sai lầm nào chưa? Nếu bạn là người vợ nhìn thấy, giơ tay tôi xem nào. Dạ, cũng như vậy. Nếu như hỡi những người làm chồng đã nhìn thấy vợ của mình phạm dù một lỗi nhỏ nào chưa, giơ tay tôi xem nào. Ok, Vinh giơ cao tay nhanh thế. Ok, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta là những người không hoàn thiện, cho nên chúng ta dễ thông cảm với nhau nhiều hơn. Amen, amen. Có người họ nói với tôi rằng, tại sao có những người ác mà vẫn sống phẩn phơ mà Chúa không đập chết chúng nó đi? Tôi nói rằng, bạn ơi, nếu như cứ phạm tội ác mà Chúa đập chết ngay như lòng chúng ta ước ao, thì mục sư của bạn đang nói chuyện đây đã bị đập chết từ hai mấy năm trước rồi. Nhưng mà Chúa lại không phải như tôi và bạn, cho nên Ngài nhịn nhục đủ để cho tôi và bạn kịp ăn năn. Và tại sao Chúa lại phải chờ đợi cho chúng ta ăn năn? Bởi vì Ngài biết được rằng còn nhiều kẻ giống như tôi, cho nên phải nhịn nhục cho tôi được thay đổi, để tôi còn nhịn nhục những kẻ giống như tôi sau này. Amen. Thật ra sau này nếu ai có chửi, ai có phỉ báng vào mặt tôi khi giảng tin lành, thì tôi không hề bực tức họ và nói rằng không sao, hãy đợi đấy. Đến tôi mà còn được thay đổi thì huống chi các bạn. Bạn đã từng vấp ngã, bạn thông cảm được những kẻ vấp ngã. Bạn đã từng sai lầm, bạn sẽ thông cảm được những kẻ sai lầm. Bởi vậy cho nên hết thầy chúng ta ngồi tại đây đều không hoàn thiện. Hỡi những con diều rách đang bay, đừng bao giờ chỉ trích những con diều rách chưa bay được. Bạn đơn giản bay được bởi vì đã có ai vá bạn lại trước những người kia rồi. Cho nên đừng bao giờ phán xét người khác. Amen. Bạn có mặt tại đây ngày hôm nay trong buổi nhóm, hãy vui mừng điều kiện bạn được quyền ngồi tại đây. Nhưng đừng chỉ trích những con người chưa có mặt tại đây, hay vì một lý do nào đó mà họ chưa thể tới thờ phượng tại đây được. Bạn có thể nói bạn là kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng đừng bao giờ nói yêu hơn những kẻ mà không ngồi tại đây. Khi mà bạn nói rằng tôi yêu mến Đức Chúa Trời và yêu hơn Ngài những kẻ không có mặt tại đây là bạn phạm tội rồi đấy. Cái đó là cái mà Chúa sẽ xử. Bởi vậy cho nên chúng ta đều là đặc biệt trước mặt Chúa, nhưng không đặc biệt hơn những người ngồi bên cạnh bạn. Đồng ý với tôi không? Nếu đồng ý hãy bắt tay người lân cận nói rằng chúng ta đều là những người đặc biệt đáng quý trước mặt Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nếu ai đó hỏi tôi và bạn sự khác biệt nào giữa Chúa Giê-xu của tôi với những giáo chủ, với những hoàng đế, với những vị vua ở trên trần gian này ở chỗ nào? Tài giỏi, nói hay, làm nhiều dấu kỳ phép lạ chăng? Xin thưa, tất cả những điều đó không minh chứng sự khác biệt giữa Chúa Giê-xu của tôi và bạn với những người giáo chủ khác. Có nhiều người họ cũng làm nhiều dấu kỳ phép lạ, nhưng có một điều mà Giê-xu của tôi và bạn khác hẳn với những giáo chủ khác ở chỗ đó là ngôi mộ của Ngài trống tới ngày hôm nay. Tôi tin Chúa năm 92. Từ khi tôi tin Chúa, tôi ước ao một ngày nào đó được chứng kiến, được sang tận Jerusalem để chui vào cái mộ của Chúa Giê-xu xem và sờ mó được, và có thể nói bằng mắt của mình rằng tôi đã tới ngôi mộ đó và công nhận rằng nó trống. Năm 96, tôi được Chúa cho cơ hội sang bên Jerusalem. Hay ơi là hay. Tới đó 200 người đi thành đoàn, cứ 50 người, 60 người họ đi, họ ngồi lại với nhau, xong họ giải thích trước, dạy cho nhau nghe chỗ này là Chúa làm cái gì. Và chúng tôi ngồi ở trước cái ngôi mộ trống đó. Ở bên Trung Cận Đông, ngôi mộ tại đó không giống như ở Việt Nam. Ở Việt Nam họ là đào huyệt xuống dưới này khoảng độ 1 mét rưỡi, 2 mét, sau đó cho quan tài lấp đất lên.
Còn ở vùng Trung Cận Đông đó, người ta khoét núi, khoét núi những cái hốc thật là lớn. Có thể người giàu thì hốc núi to hơn, người nghèo nhỏ hơn. Và họ cho gia đình, ông bà, cha mẹ, con cái vào những cái ngăn ở trong những cái giống như kệ sách vậy. Họ cuốn lại và đưa vào trong đó bịt xi măng. Mộ Chúa Giê-xu cũng nằm trong cái dạng như vậy. Chúng tôi ngồi bên ngoài, bỗng nhiên sự khôn của người Việt Nam làm việc. Tôi mới suy nghĩ rằng nếu như ngồi đây cùng với 50 người kia đó, thì sẽ không có thời gian để nghiên cứu nhiều. Bởi vì là mỗi người vào chút phải đi ra để cho người khác vào. Thật ra bây giờ trong khi họ đang giảng giải với nhau về vấn đề Chúa Giê-xu sống lại, tôi sẽ lẻn vào đó trước, xem thỏa mãn xong rồi đi ra nghe đoàn sau. Tôi mới rủ một cậu trưởng khoa, cũng là giáo viên trường Thánh Kinh ở bên Nga, nói rằng Nikolai, theo tớ, đi vào trong mộ trước. Tôi với cậu vào, cậu vác theo cái máy ảnh, chúng tôi vào trong mộ. Trong khi cậu đang chụp ảnh như vậy, tôi lần mò dưới đất như vậy, sờ mó tìm kiếm. Nikolai hỏi tôi, Trần, tìm cái gì đây? Tôi mới quay ra nói rằng, Nikolai, ở bên Nepal người ta tìm được một mẩu răng của Đức Phật. Ở Mecca họ có đang giữ một sợi dâu của Muhammad ở trong một cái hộp bằng vàng. Tôi đang muốn kiểm tra xem Chúa Giê-xu của tôi sống lại từ cõi chết có để lại cái mẩu xương nào hay sợi dâu nào không. Sau khi kiểm tra từng cm vuông một, tôi ngẩng đầu lên vui mừng, bước ra khỏi mộ, nhìn thấy một cái bảng thật là to đeo ở trước cửa đó: Ngài không ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Tôi đọc xong, đứng bảo Nikolai chụp ảnh kỷ niệm. Bên cái bức ảnh ta, bức cái tranh to đó, tôi bước ra khỏi mộ, nhìn thấy một hàng dài người đang xếp hàng đi vào mộ. Tôi bảo Nikolai, chuyện lạ lùng không Nikolai, chúng ta đã từng sống tại nước Nga Liên Xô vào những năm 90, xếp hàng dài cả mấy chục mét để mua bột và muối. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một sự lạ rằng chúng ta trả 1.500 đô la từ Nga sang Jerusalem để đứng xếp hàng dài dằng dặc vào một ngôi mộ trống. Người ở bên trong đi ra cười tươi, người ngoài xếp hàng hỏi thấy gì không, người từ trong đi ra nói chả thấy gì mà lại cười tươi. Tôi nhìn thấy người ta xếp hàng tại Nga mua được muối và bột và thịt, đi ra cười tươi lắm, tớ mua được thịt rồi. Còn ở đây trả tiền nhiều, chui vào một cái nơi, chui ra nói chả tìm thấy cái gì mà tại sao lại cười. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Tại sao tôi cười? Tại sao những con người đó cười? Tại sao bạn cười khi nhìn thấy ở trong đó không thấy gì? Bởi vì bạn thấy một điều ở cái chỗ không thấy gì đó. Đó là điều mà cả nhân loại này đang vui mừng thờ phượng mỗi một tuần, một ngày đầu tuần. Ngày Chúa sống lại, Giê-xu đã sống lại rồi. Ngôi mộ không còn ngài, nó trống để cho trái tim của tôi và bạn không trống nữa. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thật là tuyệt vời. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài, tất nhiên nó rất là quan trọng. Tôi muốn giúp cho mỗi chúng ta có một cái đầu óc phản biện một chút. Phản biện nó không phải là tội. Phản biện có nghĩa là khi bạn có một cái quyết định nào, bạn luôn luôn đặt những câu hỏi ngược chiều. Là nếu không làm cái này thì cái gì sẽ xảy ra. Bạn luôn đặt những câu hỏi từ các khía cạnh khác nhau, đầu của bạn phải làm việc. Thành ra chúng ta hãy tập không đặt những câu hỏi nghi ngờ hay là thử thách Chúa, nhưng hãy có một cái tư duy phản biện để cho bạn có nhiều bức tranh khác nhau. Khi chúng tôi chuyển nhà từ ở dưới Hagen lên trên Berlin, cái sở xã hội đó họ nói rằng hãy tìm cho tôi 3 cái hãng chuyển nhà và họ sẽ lựa chọn một trong số 3 cái đó tốt nhất. Đó phản biện ở chỗ khi bạn chuẩn bị làm một điều gì, hãy đặt những câu hỏi làm thế nào cho tốt hơn hết, chứ đừng dập khuôn và chỉ là một điều mà bạn nghĩ rằng nó là đúng. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay trước khi chia sẻ đề tài Giê-xu là Đức Chúa Trời, có một đấng trung bảo đó, tôi muốn cùng anh chị em dở một đoạn kinh thánh Hebrew đoạn 1. Hebrew đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu 2. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau đốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con
mà Ngài đã đập lên kế tự muôn vật lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con đây chính là Chúa Giêsu. Và Chúa, hôm trước tôi đã chia sẻ với anh chị em đề tài thứ nhất là có một Đức Chúa Trời yêu thương. Đề tài thứ hai, có một quyển thánh kinh là lời của Đức Chúa Trời. Và đề tài thứ ba ngày hôm nay, có một đấng trung bảo giữa trời với loài người, đó là Chúa Giêsu. Lời Kinh Thánh chép rằng đời xưa, trước khi Chúa Giêsu giáng sinh đó, Đức Chúa Trời là ông trời của người Việt Nam đã dùng các đấng tiên tri phán dạy. Cựu ước là điều mà Chúa đã qua các đấng tiên tri nói qua sách vở, gửi lại cho chúng ta qua thư. Nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên ký tự muôn vật. Chúa Giêsu chính là hình hài, Chúa Giêsu chính là bổn thể, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời xuống trần gian để bộc lộ chính Ngài cho chúng ta. Hôm trước tôi đã nói với bạn rồi, bạn có thể hiểu về tôi qua hai cách. Một, nghe về tôi và suy luận. Còn cách thứ hai là chính tôi xuất hiện để giải thích cho bạn biết tôi là ai. Chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời qua hai cách. Một, được nghe truyền khẩu và tưởng tượng ra Ngài, tạo ra một tôn giáo mới. Cách thứ hai là chính Ngài xuất hiện để bộc lộ cho tôi và bạn biết Ngài là ai. Giêsu 2000 năm trước đã xuất hiện để cho chúng ta biết ông trời thực sự là ai. Làm sao chúng ta biết về ông trời thực sự, đó là Chúa Giêsu. Ngày hôm nay bài giảng có 5 điều mà bạn và tôi có thể biết được Chúa Giêsu thực sự là Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau tìm cách để chứng minh. Tất nhiên chúng ta tin Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng ngày hôm nay chúng ta tập phản biện một chút. Nếu như một người là Đức Chúa Trời thì người đó phải thỏa mãn những điều kiện gì? Anh chị muốn nghe không? Nhắc lại này, nếu một người thỏa mãn những điều kiện gì thì người đó sẽ là Đức Chúa Trời. Có 5 điều kiện để chúng ta cùng nhau xét. Một, người đó phải tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, sự xuất hiện của con người đó trên đất này và ra đi khỏi đất này hoàn toàn khác với con người bình thường trên đất. Điều thứ ba, tiêu chuẩn đạo đức của con người đó sống trên đất này trội hơn tiêu chuẩn đạo đức của loài người. Điều thứ tư, dấu kỳ phép lạ mà người đó làm không một ai trên đất này làm nổi. Điều thứ năm, trong Ngài có mọi câu trả lời quá khứ, tương lai của vũ trụ này và của con người. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xét lần lượt từng điều kiện này. Anh chị em sẵn sàng nghe chưa? Có mệt không? Quay sang hỏi rằng có mệt chưa? Nào, chúng ta cùng nhau xem. Điều kiện thứ nhất, Chúa Giêsu có phải là Đức Chúa Trời không? Con người đó muốn trở thành Đức Chúa Trời, đầu tiên phải tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau xét với những người ngồi trong căn phòng này. Có ai tại đây bạn xưng mình là Đức Chúa Trời không? Tôi không rồi, bạn cũng không rồi. Loại tất cả những người ngồi tại đây không hề có ai là Đức Chúa Trời, đúng không? Chúng ta đi tiếp, những người khác không có mặt tại đây. Một người mà đặc biệt ảnh hưởng lớn tới Trung Quốc và Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản, đó là Khổng Tử. Khổng Tử sống rất đạo đức, đúng đắn. Ông đã viết ra những cái triết luận rất là hay, để tề ra trị quốc bình thiên hạ. Nhưng chưa lần nào ông xưng mình là Đức Chúa Trời. Cho nên Khổng Tử cũng không xếp vào đối tượng mà chúng ta đang đi nghiên cứu. Người tiếp theo đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, một người sinh ra từ Bắc Ấn Độ. Ông không tuyên bố là Đức Chúa Trời. Giáo lý của Phật giáo cũng không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Và ông cũng không tin Đức Chúa Trời hiện hữu. Con người chỉ là một bản thể của cõi trước luân hồi trở lại thôi. Hãy tự tu để trở thành Phật. Đức Phật cũng không xếp vào đối tượng chúng ta đang nghiên cứu. Người tiếp theo là Muhammad, là giáo chủ của Hồi giáo. Ông tin có Đức Chúa Trời. Ông xưng mình là tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng ông chưa bao giờ xưng mình là Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên Muhammad, giáo chủ của Hồi giáo, cũng không phải đối tượng mà chúng ta đang tiếp tục nghiên cứu. Và cuối cùng, duy nhất có một con người xưng mình là Đức Chúa Trời, đó là Chúa Giêsu. Ngài dám công bố rằng ta và cha ta là một. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời là Đức Chúa Trời.
Ngài bị người ta ném đá vì coi mình bình đẳng với Đức Chúa Trời. Bạn ơi, bạn nói rằng ô nhưng mà vẫn chưa thỏa mãn được tôi. Nếu Giê-xu xưng mình là Đức Chúa Trời thì tôi vẫn chưa được thỏa mãn, bởi vì có rất nhiều người bị thần kinh cũng xưng mình là Đức Chúa Trời. Bạn có nhớ có một người, một nữ đang ngồi, đã từng có ngồi trong phòng nhóm này chưa? Hàng ghế thứ hai. Tôi đang giảng như vậy, bà đứng lên giơ tay. Tôi bảo có chuyện gì? Tôi được người Đức phong cho mẹ của nhân loại. Mọi người nhớ, có một chị Việt Nam. Tôi bảo mời chị ngồi, cứ ngồi nghe tiếp. Ngồi nghe được một lúc sau lại giơ tay đứng dậy. Tôi được người Đức phong cho mẹ của nhân loại. Và làm quỹ đảo mấy người, cuối cùng là ban tổ chức anh Trung đã đưa ra khỏi căn phòng. Có rất nhiều người trong bệnh viện thần kinh, họ vừa đi vừa lẩm bẩm, xưng mình là Napoleon, xưng mình là Leon, xưng mình là Chúa Giêsu, hay là xưng mình là Đức Chúa Trời. Nhưng bạn nhìn kẻ điên đó, bạn biết được thần kinh không bình thường. Chúa Giêsu không phải là đối tượng bị thần kinh. Nếu Ngài nói Ngài là Đức Chúa Trời, thứ nhất, có thể Ngài là người bị thần kinh, có thể Ngài là kẻ nói dối, và có thể Ngài đúng là Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau xét những khía cạnh này. Điên, Ngài không phải. Tôi đã từng đánh nhau với Sơn Điên hồi tôi học lớp 4, lớp 5. Ở làng, ở khu vực của tôi có một anh chàng là Sơn Điên, hơn tôi 3 tuổi. Người to lục bục, mùa đông cứ nhảy xuống ao tắm, bùn đất mà toàn cờ chuông thôi. Và chúng tôi từ xa biết ngay Sơn Điên rồi. Và cách đi, cách ăn nói biết ngay là Sơn Điên. Bạn ơi, Chúa Giêsu của tôi vào bạn đọc lại về những con người đi theo Ngài, những hoàng đế công bố Ngài là vua, những con người đã ghi lại về sử sách thời kỳ đó, họ đều nể phục. Người ta có rất nhiều sách chối bỏ Ngài là ông trời, nhưng chưa có một sách nào phản bác tiêu chuẩn đạo đức mà Ngài đã đưa ra. Giêsu của tôi và bạn không phải là một người điên. Ngài có thể là kẻ khoác loác, lừa đảo. Thường định nghĩa người lừa đảo là lừa kẻ dại để có lợi cho mình. Chúa của tôi và bạn đến giờ phút cuối cùng chuẩn bị lên thập tự giá mà Ngài vẫn nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời, vua dân Giu-đa. Ngài chả nhẽ chấp nhận sự dối trá đó để mình bị giết à? Tôi nhìn thấy vô số những con người bị ai đó lừa họ, đẩy họ vào chiến tuyến chết. Nhưng chính cái người bịa ra cái chuyện đó không bao giờ chết cho điều mà họ thừa biết họ bịa đặt. Chúa Giêsu, Ngài không hề lừa đảo, bởi vì Ngài chết cho điều gì Ngài vừa công bố. Ngài chết cho điều Ngài biết rằng đó là sự thật. Giêsu của tôi và bạn là Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Hallelujah. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu thỏa mãn điều thứ nhất. Bạn nói rằng ô nhưng mà có thể đây là truyền thuyết, người ta dựng một con người lên như vậy. Bạn ơi, không phải truyền thuyết. Không phải truyền thuyết. Ngày sinh của bạn và ngày sinh của tôi được liên hệ tới Ngài trước công nguyên và sau công nguyên. Ngày hôm nay là ngày Chúa Nhật liên quan tới sự sống lại của Chúa. Giêsu không phải là truyền thuyết. Thạch xanh là truyền thuyết, thánh gióng là truyền thuyết. Còn Giêsu của tôi là một nhân vật lịch sử có thật. Có rất nhiều điều mà khoa học không thể chứng minh được. Có một môn mà khoa học không chứng minh được mà chỉ là tìm hiểu thôi, đó là môn lịch sử và khảo cổ. Có những cái bạn có thể làm lặp lại trong phòng thí nghiệm được. Ví dụ cho một cái thìa và một chất axit, nó tan ra, bạn đổ ba dơ vào, khoáng lại, nó trở lại cho bạn cái sắt đó để đúc lại cái thìa. Nhưng có những cái mà bạn không thể dựng lại lần thứ hai, mà cái đấy chỉ có lịch sử và khảo cổ có thể công nhận và chứng minh nó được thôi. Đó là những con người lịch sử Napoleon không thể tạo ra trong phòng thí nghiệm được. Hitler mà không thể tạo ra trong phòng thí nghiệm được. Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử của tôi và bạn. Bạn và tôi hãy đọc lịch sử và biết được rằng có một con người như vậy. Amen. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Chúa vì Ngài thỏa mãn điều thứ nhất. Điều thứ hai. Điều thứ hai. Giêsu được sinh ra một cách phi thường. Có ai ngồi tại đây dự báo trước sẽ được sinh ra ở đâu? Bạn lựa chọn ai sinh bạn, ngày nào bạn sinh ra và sinh ra ở đâu không? Không có. Cuộc sống chúng ta đang sống tại đây, bạn có nhiều cái được lựa chọn. Ví dụ, tôi đang đứng tại đây được quyền lựa chọn uống nước hay không uống nước.
Nhưng có những cái tôi không được quyền lựa chọn mà phải chấp nhận. Đó là sinh ra từ ai. Tôi không được quyền lựa chọn cái gen của tôi, nhiễm sắc thể này phải có những cái gì. Tôi phải chấp nhận nó từ mẹ và từ bố tôi. Tôi không lựa chọn được tôi được sinh ra phải sinh ra ở đâu. Tôi không lựa chọn được tôi sinh ra lúc nào. Tôi phải chấp nhận điều đó. Còn Chúa Giêsu của tôi và bạn thì lại khác hẳn. Trước 600 năm ngày sinh ra, Ngài dự báo rằng ta sẽ sinh ra qua người nữ đồng trinh. Ta sẽ sinh ra tại một làng như vậy, trong một điều kiện như vậy, và sẽ bị như thế này này. Sự Giáng sinh của Ngài và sự ra đi của Ngài được dự báo trước và rất là đặc biệt. Cho nên Chúa Giêsu của tôi và bạn thỏa mãn điều thứ hai. Amen. Amen. Người ta nói rằng: Chúa ơi, hãy cẩn thận, cẩn thận, người ta chuẩn bị bắt Ngài. Chúa nói với Phê-rơ và học trò của Ngài rằng: hãy đi nói với những loài cáo đó rằng ta sẽ giảng đạo hôm nay, giảng đạo ngày mai, tới ngày thứ ba đó ta mới bị bắt. Người ta sẽ giết ta ở Jerusalem. Ngài dự báo trước như vậy rất là cụ thể. Ít nhất là 3 lần Ngài nói về Ngài bị đóng đinh, bị giết chết như thế nào. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu là đấng Giáng sinh và rời khỏi thế gian này khác hẳn với mỗi chúng ta. Điều thứ ba, anh chị em còn nghe được nữa không? Tôi thông báo với anh chị em, đây là buổi nhóm cuối cùng tại căn phòng này. Bắt đầu từ tháng sau, chúng ta sẽ đến một nơi khác để thờ phượng Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên hãy cố ngồi thêm chút nữa, nhìn ngắm chụp ảnh để giữ lại những kỷ niệm. Chúng ta đã ở đây 3 năm rồi. Cảm ơn Chúa vì nơi kia chúng ta có nhiều phòng cho con cái của chúng ta. Điều thứ ba, tiêu chuẩn đạo đức của Ngài trội hơn tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại này. Sách Giăng đoạn 8 câu 46, chúng ta cùng nhau xem nào. Sách Giăng đoạn 8 câu 46, đây là câu nói mà rất là đặc biệt. Sách Giăng đoạn 8 câu 46, chúng ta cùng nhau nhìn lên màn hình. Ở trong một cái đám đông đang ngồi như vậy, Chúa Giêsu đứng dậy và nói: trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Ai là người làm chồng tại đây, giơ tay tôi xem nào. Ok, có ông làm chồng nào dám đứng lên trên bục giảng này và nói: tôi thách người nào trong căn phòng này chỉ ra tôi có tội gì nào? Chưa cần nói hết câu và chưa cần đợi 5 giây, vợ bạn giơ tay đầu tiên. Yeah, và tôi không loại trừ là ông chồng như vậy. Vừa rồi đó thôi, bạn đã nhìn thấy phạm lỗi đấy. Vợ đã dặn đi dặn lại mà đầu của tôi thì lại quên mất. Thỉnh thoảng cứ nhìn đồng hồ mà cứ lạ, tại sao mày 10 rưỡi mà vào nhóm mà bây giờ mới 10 giờ 15. Yeah. Hóa ra là anh Cẩn mới nói rằng đồng hồ chưa chỉnh. Nhìn đồng hồ 10 rưỡi vào bây giờ mới 10 giờ 15. Lời Chúa Giêsu nói: trong các ngươi, cả buổi nhóm mấy chục ngàn người tại đây, ai trong các ngươi có thể nói với ta phạm tội gì? Và tất cả đều ngậm tâm. Kinh không? Có một học trò của Chúa Giêsu là sứ đồ Phê-rơ ở với Ngài hơn 3 năm, 24/24 ăn ngủ bên cạnh Ngài, và chính con người đó đã bị đóng đinh tại La Mã lộn ngược vì danh Chúa Giêsu. Ông ấy nói trong Phê-rơ như sau này: chưa bao giờ thấy miệng Ngài có một lời giả dối. Ôi trời, bạn ở với tôi 10 ngày sẽ thấy rằng có nhiều điều tôi hứa mà lại quên đấy. Là hãy nhắc cho tôi biết điều gì tôi đã quên. Mà Phê-rơ đó nói một câu mà ông chết cho cái điều ông nói nha. Không phải ông ấy nói ra để mà có nhiều những con người họ bỗng nhiên họ tô vẽ một thần tượng để bảo vệ cái thần tượng đó, vì bảo vệ là thần tượng đó, bảo vệ quyền lợi của họ. Nhưng mà bảo cho người này chết cho thần tượng đó: xin lỗi, em không dám đâu ạ. Còn ông Phê-rơ, ông ấy nói rằng: tôi đã sống với Ngài 3 năm hơn, nhưng chưa bao giờ thấy miệng của Ngài có một lời giả dối. Và chính con người đó đã bị đóng đinh vì đấng mà ông ta tin. Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Wow, Chúa thật là hoàn thiện anh chị em. Một câu chuyện khác này. Một người đàn bà chảy huyết lậu 12 năm, đi các thầy thuốc mà bệnh càng nặng,
Bỗng nhiên nghe về Chúa Giêsu, bà ngồi ở nhà và nói rằng ta chỉ cần dò tới gấu áo Ngài, không phải sờ nhá, không phải giật nhá, không phải túm nhá, không phải kéo nhá, mà bà nói ở nhà rằng ta chỉ dò đến gấu áo của Ngài thì cũng được lành bệnh rồi. Bà lạnh vào đám đông, gạt mọi người ra và dò vào gấu áo của Ngài. Bỗng nhiên bà được chữa lành. Chúa Giêsu dừng lại, Ngài nói này: ai vừa dò vào gấu áo của ta? Nó chính xác cả rò nữa cơ. Mọi người hiểu không? Bà ngồi ở nhà nói rằng dò là một hành động cực kỳ nhẹ, mà giống như một con bướm bướm bay ngang qua vậy. Bạn cảm tưởng như một hơi thở của một đứa trẻ thường ngủ đêm vậy. Dò là thế đó, túm nó kiểu khác, méo nó kiểu khác, vò bạn hiểu rồi, giật kiểu khác, cướp kiểu khác, còn dò nó là một hành động là dò. Thế mà Chúa nói rằng ai vừa dò tới ta? Một đề Chúa nói rằng Chúa là Chúa, đám đông thế này sờ giật kéo Ngài, xô đẩy Ngài thế này mà Ngài lại hỏi dò? Chúa nói rằng ta biết nhiều người xô đẩy kéo túm kéo béo giật chúng ta, nhưng chỉ có một người duy nhất là dò thôi. Cho nên ta sử dụng chính xác câu nói dò là như vậy đó. Chính xác không anh chị em? Chính xác từ câu nói nữa cơ. Bởi vậy cho nên Ngài nói rằng trong các ngươi có ai có thể bắt ta thú tội được chăng? Nếu như Chúa nói rằng ai vừa giật gấu áo ta, bà này bà nói rằng Chúa nhầm rồi. Con nói là giờ mà Chúa lại bảo là giật. Cũng là rờ, nhưng mà rờ gì, có nghĩa là rờ bình thường. Chúa phạm sai lầm đấy, nhưng mà Chúa chính xác cả câu nói nữa. Hay không anh chị em? Hallelujah. Người sống trong thế giới này bây giờ được gọi là người lịch sự khi thường xuyên dùng cái từ xin cảm phiền hay xin lỗi. Tiếng Anh gọi là I'm sorry. Hay là tiếng Đức là gì? Tiếng Đức là gì? Thúc mi lại à? Hay là gì? Hay là gì? Entschuldigung. Nhưng bạn đọc lại Kinh Thánh xem, Chúa không hề dùng một lời nào trong Thánh Kinh xin lỗi. Bởi vì Ngài có bao giờ phạm lỗi đâu mà xin. Ngài không bao giờ dùng từ xin cảm phiền. Có ai đó đi vào chỗ anh Tân để mà bắt tay, đi ngang qua mấy bà ngồi đây không? Ấy xin cảm phiền. Chúa không hề bao giờ nói câu xin cảm phiền, vì Ngài có làm phiền ai đâu bao giờ. Ngài hoàn thiện đến mức độ không bao giờ nói ra miệng từ xin lỗi. Ngài không phải là vô học nha, Ngài không phải là đầu gấu nha, bởi vì Ngài quá thánh. Còn chúng ta hãy phải thường xuyên dùng từ xin cảm phiền và xin lỗi, đó là người văn minh. Hãy thường xuyên dùng từ cảm ơn vì là người văn minh. Còn Chúa của tôi và bạn, trong các ngươi có ai có thể bắt ta thú một tội nào đó nhỏ nhất được chăng? Câu trả lời ngậm tâm, bởi vì Ngài không hề phạm tội gì. Họ chỉ tìm đúng một điều để đóng đinh Ngài, đó là vì ông là vua dân Giu-đa, con Đức Chúa Trời hằng sống, cho nên đóng đinh ngươi, bởi vì ngươi dám nói mình là người như vậy. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúa thỏa mãn điều thứ ba. Điều thứ tư, Ngài làm những việc mà người bình thường không hề ai làm được. Người ta bây giờ có thể thay tim được, người ta có thể thay thận được, người ta có thể là ghép tay, thậm chí có thể ghép nhiều bộ phận khác trong cơ thể của mình. Nhưng có một bộ phận mà không bác sĩ nào có thể chữa được, đó là khi mà lòng bị thương tổn. Thay lòng kiểu gì bây giờ? Lòng ở đây là lòng chứ không phải là ruột nhá. Bạn có thể cắt bỏ ruột được, nhưng lòng ở đây đó là trái tim của bạn, là bản chất của bạn. Và Chúa là đấng có thể chữa được. Vừa rồi tôi đã nhắc, có rất nhiều người, 4-5 người ở trong thành phố bị mắc dịch và chết. Lập tức cả thành phố rủ nhau đi tiêm chủng. Khi có dịch cúm gà,
dịch cúm lợn hay là bò điên là người ta lập tức đi tiêm chủng. Nhưng có một căn bệnh cúm mà mỗi một ngày chết hàng chục ngàn người, chưa tính hàng trăm ngàn người, mà không hề có quảng cáo nào đi tiêm chủng, đó là chết trầm cảm. Người phi công vừa rồi của người Đức đó lao cả máy bay vào cái mảng viền của đỉnh núi Alpha, cũng là mắc bệnh trầm cảm. Không những chết anh ta mà còn kéo theo nhiều người chết khác, mà không thấy quảng cáo nói rằng alo alo, mời tất cả đồng bào tại Berlin đi tiêm chủng thuốc trầm cảm, vì đâu có thuốc đó chữa nổi. Ai kiếm được loại thuốc đó, ai phát minh ra được? Hàm răng của tôi nhỏ hơn của Alexander Fleming khi tìm ra penicillin, cho nên nó đen thế này. Nhưng có một loại bệnh mà thế giới đang bó tay, 70-80% những người mắc bệnh này tự tử, đó là bệnh trầm cảm, sự lo lắng, sự buồn chán và sợ hãi. Chỉ có huyết của Chúa Giêsu và sự sống lại của Ngài thôi. Amen. Điều mà Chúa làm được mà người khác không làm được, đó là ngôi mộ trống đó anh chị em. Pharaoh còn nằm trong kim tự tháp, nhiều lãnh tụ đang nằm ở trong mộ, nhưng Chúa Giêsu của tôi và bạn đã sống lại từ cõi chết. Bởi Ngài sống lại, cho nên Ngài ở trong lòng tôi và bạn. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Amen. Bạn nói rằng, ôi mục sư ơi, tôi nhìn thấy có một số người họ niệm thần chú và họ bay rồi lên khỏi mặt đất. Ô, đó là phép lạ. Thế con cái Chúa có thể làm được không? Để trả lời cho bạn câu hỏi này, thay vào bằng một câu chuyện. Có một cô gái Thụy Điển sang bên châu Phi truyền giảng, đến một bộ lạc nọ truyền giảng tin lành. Và khi người ta nghe về tin lành như vậy, họ đi theo Chúa nhiều. Và cái ông thầy mo tại nơi đó, ông rất là tức. Ông quyết định làm một cuộc thi thố phép lạ. Nói với cô gái này rằng, ê con mụ kia, nếu như ngày mai ta với mày cùng nhau thi thố quyền năng, ai mạnh hơn thì người kia phải chuồn khỏi cái bộ lạc này. Cô này cô cầu nguyện, ôi Chúa ơi, con nhận lời không? Nếu mà không nhận lời thì đằng nào cũng phải bị đuổi. Chúa nói rằng hãy nhận lời. Bắt đầu tập hợp cả dân làng lại một cái quảng trường. Và vì thầy mo đó nằm ở trên đất này, ông chắp tay ở trên bụng, lẩm bẩm một câu thần chú gì đó. Bắt đầu ông bay khỏi mặt đất. Người ông bay lên khỏi nửa mét, lơ lửng trên không, quay như vậy, bay như vậy. Cô đứng bên cạnh cô nhìn thấy, ôi Chúa ơi, bây giờ hắn bay được mà con làm sao con bay được? Con phải từ Thụy Điển sang đây phải bằng máy bay, mà bây giờ bay thế này làm sao con bay được? Và trong khi đứng cầu nguyện nhìn thấy ông thầy mo đang bay ra khỏi mặt đất nửa mét, bỗng nhiên có một câu kinh thánh, Chúa nói với cô ta rằng, hễ ai tin ta, nhân danh ta đuổi quỷ, hãy lại gần, nhân danh ta đuổi quỷ. Cô lại gần nói rất nhỏ nhẹ, trong danh Chúa Giêsu Christ, ma quỷ lui. Cô vừa nói như vậy, ông rơi đục dưới đất, lồm cồm bò dậy, bảo cái gì đang xảy ra đấy? Thế giới thần linh, con người họ nhìn thấy có một tên đó bế ông lên cho bay bay ở trên không, mọi người hiểu không? Mắt thường không thấy được, nhưng trong thế giới thần linh có rất nhiều những thế lực người ta gọi là tà ma, và có cả những thiên sứ nữa. Và tà ma đó đã nâng tên thầy mo đó bay lên khoảng không. Nhưng mà con cái Chúa đâu cần phải làm phép lạ kỳ cục đó, mình đâu cần phải làm ảo thuật hay là chui qua vạn lý trường thành để cho nó mệt, chui vào lòng người để mà giải quyết những nỗi đau trong lòng của họ mới quan trọng. Chứ chui vào chui ra để làm cái gì? Chui vào chui ra mà vờ vẫn bỏ đi, con cái hư đốn, mình càng phạm tội nhiều hơn để làm gì? Cô lại gần, mặc dù không nhìn thấy tà ma đó, nhưng cô vâng lời Chúa nói trong kinh thánh, hễ ai tin ta, nhân danh ta đuổi quỷ, nói một câu nói, lui. Tà ma rút tay lại bỏ chạy, và ông ta ngã dập xuống đất, may mà không bay lên 3-5 mét. Và ông ta đã tin Chúa Giêsu, và cả làng đó đã chạy tới Chúa Giêsu tại cái bộ lạc đó. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Điều gì mà tôi muốn nói? Tôi muốn nói rằng phép lạ của ma quỷ luôn làm cho đầu óc con người mù mẫm hơn, phạm tội nhiều hơn. Tôi nhớ hồi học phổ thông, có một cô gái sinh viên năm thứ hai đi xem bói, và cái bà bói đó nói rằng kiếp trước em là chồng chị. Và cô sinh viên đó đã bỏ hết mọi sự, báo công an ở nhà viết ầm cái câu chuyện đó đấy, vào năm 86-87 gì đó tại Việt Nam. Kiếp trước em là chồng chị, cho nên bây giờ phải bỏ hết để đến phục vụ chị. Và cuối cùng cô đó đã tàn tạ, kinh hoàng. Phép lạ của ma quỷ làm cho con người càng mụ mẫm hơn.
Còn phép lạ của Chúa làm cho chúng ta ăn năn tội nhiều hơn. Amen. Phê-rơ đánh cá suốt tối không bắt được con cá nào, nhưng nhờ Chúa đánh được hai mẻ lưới thật là lớn, đầy hai thuyền. Và trong khi đầy thuyền như vậy, ông không hề nghĩ rằng tối ngày mai đi casino nào nhé, bán buôn xong cái mình lập tức phải đi ăn hút, hát ở chỗ nào, karaoke nào nhé. Ông không nghĩ như vậy. Ông nhìn vào đống cá phép lạ và lập tức lòng của ông được bị cáo trách. Ông nói quỳ xuống trước mặt Chúa, nói là Chúa ơi, con là kẻ có tội. Và sau đó ông đi theo Ngài phục vụ Chúa. Phép lạ của Chúa luôn luôn khiến tôi và bạn gần Chúa hơn, yêu Chúa hơn và ghét tội nhiều hơn. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Đó là phép lạ vĩ đại mà không có người nào làm được như Chúa. Điều thứ năm, ở trong Ngài có câu trả lời cho mỗi chúng ta. Chúng ta từ đâu tới, chúng ta sống làm gì và chết sẽ đi đâu. Tôi và bạn không phải là khỉ nha. Tổ tiên chúng ta không phải là khỉ nha. Amen anh chị em. Tôi nhìn thấy con trai của Phú giống Phú và khen nó đẹp trai giống bố, nó vui, bố nó vui. Bởi vì tôi kinh nghiệm bản thân. Và nếu như bây giờ ai đó khen bạn giống khỉ, bạn có vui không? Nếu như khỉ là tổ tiên của mình, mà khi chúng ta nói rằng mặt mày như khỉ là có chuyện rồi. Còn nếu ai đó khen con của ông Cần, nói rằng mặt của mày giống bố mày, tập cả hai đều cười. Bởi vậy cho nên từ sâu thẳm lòng chúng ta biết rằng chúng ta không phải đến từ khỉ. Và Kinh Thánh đã trả lời chúng ta biết rằng chúng ta đến từ Ngài. Và chúng ta sống trên đất này để làm gì? Và sau khi rời khỏi đất này chúng ta đi đâu? Chúng ta không dùng con lợn qua đời hay con gà tử trần, mà chỉ có chúng ta thôi. Con người biết sau khi chết trên đất này còn có cái gì đợi chúng ta đằng sau nữa. Thế ra chết không phải là hết. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chết không phải là hết. Trái đất này cũng vậy, nó có bắt đầu và nó có kết thúc. Kinh Thánh câu trả lời ban đầu có cái gì và kết thúc của nó ra làm sao. Chúa Giêsu đã trả lời cho tôi và bạn 5 điều vừa rồi. Một, Ngài tự xưng Ngài là Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, sự Giáng sinh và rời khỏi đất này của Ngài đặc biệt hơn mỗi chúng ta. Điều thứ ba, tiêu chuẩn đạo đức của Ngài sống trội hơn hết thảy mỗi chúng ta tại đây. Điều thứ tư, phép lạ của Ngài làm khiến cho đời sống chúng ta được thay đổi. Điều thứ năm, ở trong Ngài có câu trả lời cho tôi và cho bạn. Amen. Nào đứng dậy, chúng ta cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện nào. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Để kết thúc bài giảng hôm nay và sự cầu nguyện kết thúc buổi nhóm, tôi muốn cùng với anh chị em đọc một câu Kinh Thánh. Hallelujah. Sách Roma đoạn 1, từ câu 1 cho hết câu 4. Đây là câu Kinh Thánh quan trọng để kết thúc bài giảng. Roma đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4. Phao-lô tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi là sứ đồ, để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài. Theo xác thịt sẽ bởi dòng dõi vua David sinh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Bốn câu Kinh Thánh này cho bạn và tôi biết hai điều quan trọng. Một, theo xác thịt, theo con người, Ngài được sinh ra từ nữ đồng trinh Mary. Còn theo Thánh Đức, theo thần linh đó, thì được minh chứng qua sự sống lại của Chúa. Theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết mà được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, là Chúa chúng ta. Sự sống lại của Chúa Giêsu đừng bao giờ quên. Người ta có thể ca ngợi Chúa là người có đạo đức, là một vị giáo sư giỏi. Đừng dừng lại ở chỗ đó. Tôi không công nhận, tôi không chỉ công nhận và dừng lại Chúa giỏi, Chúa đạo đức. Đối với tôi, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài sống lại từ cõi chết. Và khi Ngài là Đức Chúa Trời thì tất cả những điều mà người ta đang khen ngợi đây nó được thỏa mãn. Có lần Phê-rơ đã nói một câu thật là ngốc nghếch. Ông nói rằng: Cha ơi, ở đây hay quá, làm một cái lều cho Môi-se, làm một cái lều cho Ê-li, làm một cái lều cho Chúa Giê-xu. Lập tức từ trời có tiếng phán: không, đây là con của ta,
đừng xếp con ta ngang hàng với những người tiên tri khác. Con ta, hãy vâng lời con đó, đừng xếp con ta ngang hàng với Eli và với Môi-se. Chúa của tôi và bạn là con Đức Chúa Trời, là Chúa của chúng ta. Amen. Đã sống lại từ cõi chết. Nào, chúng ta đi với Chúa cầu nguyện nào. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài thực sự là ông trời của người Việt Nam đang tìm kiếm. Ngài đang minh chứng qua sự sống lại của Ngài từ mồ mả, mà sự chết không đe dọa được. Cái xích mà đang đe dọa nhân loại này là sự chết đó. Không còn nỗi sợ hãi ám ảnh chúng con nữa. Chúa Giêsu đã sống lại. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì nhờ sống lại của Ngài mà chúng con được là con cái Chúa, tôn cao danh của Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.